khổ thiệt chứ, khó ăn gần chết luôn vậy nè. Sao, ăn xong chưa? Ăn xong rồi đi đi. Đang ăn mà. Ủa, đi là sao ông thậu? Ăn xong rồi nghỉ việc đi về đi. Sáng giờ tôi thấy hai người tôi ngứa mắt dữ lắm rồi đó. Hai người làm việc mà còn thua nửa người đàn bà nữa. Làm việc chậm chạp lề mề. Ủa vậy nói vậy là hai tí con tụi tôi chính thức được nghỉ việc hả? Đúng rồi, đợi đuổi lần hai hả? Nè, tôi nói cho ông thầu biết nha, ở đây không có ai bị đuổi hết á, mà là tôi tự ý bỏ việc. Không có đuổi gì ở đây hết trơn á, nghe chưa? Đi tiếp. Xin mời. Mới làm việc chưa được hai ngày mà tía, con ê ẩm rồi. Bây giờ con không có làm nữa, con sẽ dắt tía đi massage body. Nghĩ làm. Trời ơi. Sao tía? Con quyết định. Quyết định gì? Con sẽ làm shipper. Giờ tìm lại về giới yêu thương, bên tình thân lưu luyến vẫn như, khóa nỗi nhớ mong chờ tháng ngày tháng hương.